Tại Đồng Nai, Đài khí tượng thủy văn tỉnh vừa có cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai và sông La Ngà. Cụ thể, tại trạm Ta Lai, sông Đồng Nai mực nước ở mức 112,10m trên mức báo động 1, 0,1m, thấp hơn 2,21m so với mực nước của trận lũ lịch sử năm 1987, 114,31m năm 1987. Tại trạm Phú Hiệp, sông La Ngà ở mức 104,84m trên mức báo động 1, 0,34m, thấp hơn 2,97m so với mực nước của trận lũ lịch sử năm 1999 là 107,81m. Dự báo chiều nay, mực nước tại trạm Tà Lai sông Đồng Nai tiếp tục lên ở mức thấp hơn 0,20m đến sấp xỉ mức báo động 2. Còn mức nước tại trạm Phú Hiệp sông La Ngà tiếp tục lên chậm ở mức cao hơn 0,3 đến 0,5m so với mức báo động 1. Cơ quan thời tiết khuyến cáo cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Tác động của lũ mực nước trên các sông suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.